Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. Cảm ơn quý vị vừa nghe làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng Như Hiền và Lê Thái. Trong cuộc sống của chúng ta, tình gọi là cái nghĩa anh em, cái tình anh em, nhất là anh em ruột trong gia đình, thì chúng ta, những người nào mà chúng ta gọi là đoàn kết trong gia đình thì chúng ta rất là thương anh em của chúng ta, anh chị em ruột trong gia đình. Như chị Như Hiền, chị thương anh chị em ruột chị không? Thôi em hỏi câu gì cười, phải thương chứ, anh em không thương bây giờ mình thì thương hỏi ai thôi, bây đâu giờ? Biết được đâu, đâu biết được, nhiều khi đâu không thương. Hey, em có nhiều người bạn nha quý vị, Lê Thái có một vài người bạn nha, gặp một cái là đi nói xấu chị mình, đi nói xấu anh mình. Ồ. Cái đó là thật sự là, nhưng mà Lê Thái mới nói tên, không biết là mấy, không biết người ta có coi, ngại quá, nhưng mà thật sự đó, em thấy là cái đó nó hơi bị tệ thưa quý vị, tại vì suy cho cùng thì tất cả cái mối quan hệ trong gia đình chúng ta, anh chị em ruột á, thì nếu như mà chúng ta không có đồng ý bằng mặt, không bằng lòng hay gì thì cũng không nên nói cho người ngoài, đúng không? Ừ. Người ta nghe, người ta còn đánh giá gia đình nữa. Thành ra thôi, chúng ta nếu mà không thích hay là gì đó, không thương yêu thì thôi, mà chúng ta ngậm bồ hòn làm ngọt đi, chúng ta ngậm đắng nuốt cay để mà chúng ta giữ cái thể diện cho gia đình, chứ đừng có nói ra. Đóng cửa dạy nhau hả? Đóng cửa dạy nhau, đánh nhau có độc lộ. Đánh nhau cũng được, đánh nhau cũng được, đừng có đem ra ngoài thôi. Thưa quý vị, có những cái tình anh em gọi là nó vượt quá cái gọi là cái sự mà là cái sự dũng cảm, cái sự mà bảo bọc, nó làm cho chúng ta phải hết hồn. Bằng chứng là trên màn ảnh thì quý vị thấy đây là một cái người anh này ở Ấn Độ thưa quý vị. Vừa qua cái anh này mặc đồ thường phục cảnh sát ha, ghê ha, ngầu ha. Thưa quý vị, anh này bị bắt vì đã đóng giả cảnh sát để giúp em gái mình thi đậu tốt nghiệp. Giả cảnh sát, lý do sao giả cảnh sát? Cái anh này thưa quý vị, ảnh mặc một cái đồng phục mạo danh cảnh sát và anh này vào trường học nhằm giúp cho em gái của anh á gian lận trong kỳ thi hết lớp 12 tốt nghiệp trung học vừa qua. Và cái người đàn ông bên trên màn ảnh quý vị thấy tên là Anubhav Mandan Khandare đã bị bắt giữ. Và theo truyền thông của Ấn Độ thì Anubhav Mandan Khandare này năm nay 24 tuổi, đang mặc đồng phục cảnh sát bằng kaki bước vào cái trường trung học là Sabadu Uduru ở thị trấn Ba Tơ ngày hôm 21 tháng 2 vừa qua. Thì cái ngày này là cái ngày diễn ra kỳ thi lấy cái chứng chỉ trung học phổ thông ở bên Ấn Độ, người ta gọi là HSC. Và đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với những cái học sinh trên toàn bang Maharashtra của Ấn Độ. Và cái anh Anubhav này thưa quý vị đã lên kế hoạch thâm nhập vào cái trung tâm khảo thí với lý do là giám sát học sinh. Nhưng thực chất là anh này vào để mà nhắc bài cho em gái. Tuy nhiên thì mọi chuyện diễn ra không như mà các anh này mong đợi. Dù vào trường rất là dễ dàng, nhưng khi đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch đó thì Anubhav bị một cái tổ thanh tra cảnh sát thực thụ phát hiện ra. Thì lúc nhìn cái nhóm cảnh sát này, cái anh Abunam này, Anubhav này, nó giả vờ chào đồng nghiệp, có nghĩa là giơ tay là phạch phạch, chào đồng nghiệp của chúng ta, đồ chúng ta đều là cảnh sát ha. Rồi xong cái cử chỉ vụng về của cái nam thanh niên 24 tuổi này đã tố cáo anh. Thành ra trong lúc mà kiểm tra đồng phục của Anubhav thì cảnh sát người ta phát hiện rất là nhiều điểm mâu thuẫn. Đầu tiên á, họ thấy cái bản tên trên đồng phục của anh này không chính xác. Sau đó là cái chất lượng đồng phục nó quá kém, cái giải nó xấu quá, giống như giải ngoài chợ vậy đó, giải thô. Rồi lục soát túi của Anubhav á, người ta thấy là một cái tờ tài liệu được anh này chuẩn bị cho đứa em gái để chuẩn bị chỉ bài khi mà em gái đang làm bài thi. Ngay sau đó thì Anubhav đã bị cáo buộc là mạo danh công chức nhà nước. Rồi hiện tại thì anh này có nguy cơ là phải ngồi tù vì hành vi đóng giả cảnh sát của mình để giúp em gái. Thương em gái thì là một điều rất là đúng đắn, nhưng để mà chúng ta giả cảnh sát và chúng ta nhắc bài thì hoàn toàn là sai trái. Cái cô em gái đó cũng hoàn toàn sai trái, đến nỗi thi tốt nghiệp rồi mà còn chưa học bài để anh vô nhắc là sao? Cười quá, không nên dở. Yeah. Thiệt luôn ha. Không nên. Em nhớ lại hồi đó lúc mà em thi tốt nghiệp hay thi đại học, oh man, cực khổ luôn á. Cực lắm, ở Việt Nam mình học cực khổ, học chết luôn. Quá nhiều môn luôn quý vị, học mà học chống mặt chống bài. Học thua rồi mới chết. Học đến giờ này vẫn còn ám ảnh luôn, kiểu mà giống như là bây giờ mà tối ngủ mà nằm mơ thấy trở lại thôi mà học đại học hay là thời học trung học đó. Dạ. Thì ngủ dậy mà bàng hoàng hết trơn, người run tay run chân hết trơn. Thì ra tới giờ này có đôi lúc chị cũng nằm mơ là quên làm bài, cứ nghĩ tới là quên làm bài hoặc là đi học chưa có học bài. Thưa quý vị, đi vô thi mà học bài không nhớ chi hết, cứ bị dạy quậy ám ảnh tới giờ luôn. Thầy giáo không? Em hỏi cái câu như em thầy giáo là em thích... trai mà xích khác ở trong trường không vậy?
Hồi đó trời ơi thầy làm giáo lớn, thầy giáo già quá rồi, thầy giáo trường trời già lắm em. Cuộc sống đời học sinh không ai mà không có một lần gọi là cái trái tim mình đập bởi vì một cái cô giáo nào đẹp hoặc là một thầy giáo nào đẹp, đúng không? Đúng không? Mà chị nhớ giáo viên của chị hồi đó lớn tuổi quá. Không, mình không có yêu thôi mà kiểu uh-huh. Trời ơi, mà cô này sao quá đẹp như vậy, cái body quá đẹp quá, mặt đẹp quá vậy. Tất nhiên là mình cũng phải có. Cũng có, dạ có khi. Ôi, ông thầy nào đẹp trai quá. Chị nhớ thầy của chị toàn về chát. Thầy giáo. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, hôm nay muốn nói cho quý vị một trong những cái kiến thức khi mà mình đi qua nước khác, giống như là ở nước Mỹ mình thì nó gần ở Mexico, phải không thưa quý vị, hoặc là từ San Diego là ở biên giới mình đi qua cái thành phố của Mexico mà tự nhiên quý vị bị mất chìa khóa, tai nạn hoặc là bị xe hư thì mình làm thế nào? Thì ngày hôm nay Nhi sẽ đưa cho quý vị những cái kiến thức như thế nào để mình nên làm và giấy tờ như thế nào, từ vì đó là hai biên giới khác nhau thưa quý vị. Thì có những người là họ muốn họ đi sửa xe ở tại đó luôn, tại vì sửa xe ở cái khu vực của Mexico, thành phố đó nó rẻ hơn. Nhưng mà để kiếm một cái thợ máy đáng tin cậy thì làm sao, sao mà kiếm được, làm sao mình biết được và cũng kéo xe lại về lại ở tại nước Mỹ. Thì Steven Estrada là TJ RJ Towing, anh ta nói rằng mọi thứ về kéo xe ô tô từ biên giới này, từ Mexico qua tại lại San Diego thì anh ta biết hết rồi, tự vì cái kinh doanh trong gia đình của anh ta đã được 12 năm. Và anh nói rằng anh đây bắt đầu giúp bố mình hình thành công ty khi mà anh ấy 18 tuổi. Và Estrada cho biết anh ta đã kéo hàng trăm chiếc xe giữa thành phố Tijuana và San Diego, đã giúp đỡ những người như bị mất chìa khóa, này, xe hỏng, tai nạn. Và anh nói rằng chi phí là từ 100, từ 400 tới 450 đô la để mà nó pick up chiếc xe từ Tijuana. Và nếu bạn mắc kẹt ở Rosarito hoặc những cái thành phố khác thì mất khoảng 600 đô la. Đó là cái giá quý vị nhớ nha. Để mà biết, để mà mình khi mà mình nhớ bị hoặc là mình kêu người ta thô để mình biết cái giá của nó. Mà kéo xe một chiếc xe ô tô về Mỹ. Mà khi kéo xe về Mỹ lại thì quý vị phải nhớ có giấy tờ tùy thân, thẻ xanh, hộ chiếu và có như tiêu đề của phương tiện. Và chiếc xe của vị, quý vị cũng sẽ có bảo hiểm và có tất cả những cái bằng lái và mọi thứ, những cái thông tin để quý vị kéo về lại nước Mỹ. Thì điều đó rất là quan trọng. Và theo anh ta nói rằng nếu mà sửa xe thì quý vị phải sửa xe ở Mexico thì rẻ hơn, cái giá 1.200, về lại nước Mỹ thì giá tới 500, giá tới 5.000 lận. Tuy nhiên nhưng mà phải có biết thì những người thô xe này, anh ta biết rằng những cái chỗ sửa xe nào là tốt nhất và rẻ nhất và uy tín nhất để quý vị sửa. Thì đó là một trong những cái tip mà nếu mà quý vị bị kẹt xe giữa Mexico và San Diego hoặc là ở giữa nước Mỹ, bất cứ quý vị đi đâu ở biên giới. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền. Kính thưa quý vị, chị Như Huyền với quý vị, có bao giờ mà chúng ta gọi là chúng ta mà relaxing, chúng ta enjoy ở trong cái bồn tắm, chúng ta ngã ngửa người chúng ta ra trong cái bathtub, xong rồi chúng ta đốt những cái cây nến thơm, những cái đèn nến thơm ở trong phòng, và chúng ta enjoy, chúng ta nghe nhạc giao hưởng của Beethoven, của Mozart, là chúng ta gọi là chúng ta nghe những cái dòng nhạc pop ballad, thì là chúng ta enjoy của cuộc sống chúng ta trong restroom, trong restroom, em kêu trong restroom, trong bathroom không? Có lâu lâu thì mình cũng có nến thơm không? Yeah, nến thơm được, nhưng mà chị bị dị ứng mùi, nên cái mùi nào, mùi thơm nào nó cũng bị allergy hết thưa quý vị. Chị Thái có vẻ nói từ lên có vẻ là Thái hay làm điều đó lắm nha. Em rất là thích, em hay vô Bath and Body Work á, để mà mua những cái đồ đó để mà về mình ở trong nhà, để trong restroom, ở trong bathroom này nó rất là thơm thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị á một cái thông tin, nếu như mà chúng ta sử dụng cái nến thơm nhiều quá, nến thơm khử mùi nhiều quá thì nó có ảnh hưởng gì không thưa quý vị? Có. Sử dụng nến thơm để mà khử mùi phòng có thể gây cho chúng ta có nhiều cái giống như là bị khó thở, là ngạt thở, tiếp xúc lâu dài trong cái môi trường kính đó, có thể làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh ung thư. Và cái đèn cầy thơm thưa quý vị được nhiều người sử dụng để mà thư giãn tinh thần, khử mùi hôi trong nhà, trong bathroom. Và theo bác sĩ chuyên khoa hô hấp của bệnh viện New York, bác sĩ Merrick Pace, thì ông nói rằng là cái mùi hương đồng đậm của nến thơm có thể gây kích thích ở người nhạy cảm mùi hương, làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay viêm mũi dị ứng hoặc là hen suyễn. Và thành phần cơ bản của những cái nến thơm này bao gồm là sáp, sợi bớt và hợp chất tạo mùi. Và đối với sáp nến thì cái chất mà paraffin được sử dụng phổ biến nhất, thường có trong loại nến giá rẻ. Và hợp chất này nó có nguồn gốc từ dầu hỏa, khi đốt ra nó tạo ra các chất hóa học như là formaldehyde và benzen. Hai cái hoạt chất này nó đều xếp vào cái danh mục chất gây ung thư và có thể tiếp xúc qua đường hô hấp vào miệng và da, có thể gây ung thư trong cơ thể. Và cái hương liệu tạo mùi của các loại nến có thể là tinh dầu hoặc là hương liệu nhân tạo chứa có chất là phthalate,
khi mà đốt cháy thưa quý vị, thì cái chất này nó được phát tán vào không khí, có thể bị hít hoặc là hấp thụ qua da, làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng, hen suyễn hay là thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể của chúng ta. Nguyên liệu dùng từ bấc thì làm từ magie, chỉ và sợi cô tông, gỗ. Trong khi đó thì bấc nến có thể là có chỉ cháy phát sáng và phát tán nguội mùi than và các hạt vật chất kích thước nhỏ, nó gây ô nhiễm không khí ở trong nhà. Và nếu tiếp xúc với nồng độ cao thì cái mùi than này nó sẽ lắng động trong phế nang, trong phổi của chúng ta, gây ra nhiều vấn đề về hô hấp. Và các sản phẩm có mùi thơm như là nến thơm, sản phẩm tẩy rửa chất khử mùi nó có liên quan đến nhiều như là cái chứng nhức đầu nè, ho, khó thở, đau nửa đầu, lên cơn hen suyễn, viêm da hoặc là viêm mũi dị ứng khi mà chúng ta hít phải những cái chất này. Thành ra nếu như chúng ta enjoy trong restroom, ở trong bathroom á, mà chúng ta enjoy với những cái nến này đó thì giảm bạn bớt nha Thái. Dạ. Em tự nhắc em phải không? Em thích luôn lắm. Em hay đốt nến thơm ở trong nhà, trong phòng lắm. Mà bây giờ nghe thông tin này sợ quá quý vị. Về giờ hết đó dám đốt luôn rồi. Ôi sợ quá. Ngoài có nhiều loại nến thơm lắm luôn á. Dạ, yeah, có nhiều loại cái mùi nó rất là thích ha. Dạ vâng. Quý vị giống hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.